Coi vô pháp là phương pháp, coi vô hạn là giới hạn, chỉ vì cảnh giới cao nhất của võ thuật. Bộ phim Tinh Võ Môn. Biên kịch Lý Ý Hoa, Trần Thập Tam, Phúc Khánh, Tiêu Quốc Hoa, Hà Vĩnh Niên, Mạc Dĩ Kiện, Trương Quốc Nguyên. Chế tác Âu Hoa Hán, Trần Mộc Thắng. Giám chế Long Thiệu Cơ. Đạo diễn Trần Mộc Thắng. Với sự tham gia của các diễn viên: Trung Tử Đơn trong vai Trần Chân, Dạng Ý Văn trong vai Võ Điền Do Mỹ, Cao Hùng trong vai Quách Nguyên Giáp, Ngô Đình Diệp trong vai Lưu Chấn Thanh, Doãn Thiên Chiếu trong vai Thái Học Phú, Lưu Chí Vinh trong vai Thái Lục Cân, Dương Trạch Lâm trong vai Võ Điền Hạnh Hùng, Khương Hạo Văn trong vai Trung Ca, Lâm Chí Hào trong vai Thạch Tỉnh Anh Minh, Tùng Sang trong vai Ý Kiều, Hà Nghĩa Sanh trong vai Thái Kim Hổ, Phùng Quốc trong vai Nông Kính Tôn, Tiễn Hảo Anh trong vai Thạch Tỉnh Hoàng, Lương Nhật Hào trong vai Lương Hà, Đới Mộng Mộng trong vai Trần Hiểu Yến, cùng một số diễn viên khác. Tập 10. Ăn chén cơm của giang hồ, tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Bữa nay không biết ngày mai. Dù cho ngày mai phải chết ra ngoài đường, ngày nay vẫn là đại ca Thanh Bang. Tôi vẫn được huy hoàng lộng lẫy, khỏi lo ăn ở, được mọi người kính trọng. Nếu bắt tôi cả đời đói khổ, tôi thà làm đại ca 3 ngày thôi. Không lẽ thiên hạ chỉ có con đường này cho anh sao? Chó săn chỉ có thể về rừng, không lẽ đi cày ruộng sao? Dù cho thua giả cũng được, thua thiệt cũng được. Đánh bại xong Lưu Chấn Thanh, người tiếp theo là anh. Nếu anh quyết định làm vậy rồi, tôi nói anh biết, anh cũng đừng khinh thường đại sư huynh của tôi. Dạ thưa ông Võ Điền, ông có thư điện báo. Đưa tôi. Chuyện gì mà vui quá vậy? Có lẽ do Mỹ còn vui hơn. Ồ, là cậu Thạch Tỉnh sắp đến Thượng Hải. Hy vọng cậu ấy sớm đến đây thì đỡ quá. Con phải theo mẹ học làm bánh xếp, để sau này làm cho anh Minh ăn đó. Thưa bà, ông Võ Điền đã về tới. A Hoàng, A Minh, hoan nghênh hai người. Xin chào phu nhân. Tiếng Hán của hai cậu càng lúc càng thông thạo. Phải, 3 năm trước sau khi nhận giải quán quân không thủ đạo toàn Nhật Bản, tôi sang Trung Quốc lập võ đường để phát huy không thủ đạo. Bắt đầu từ khi đó, anh Minh bắt buộc tôi phải học tiếng Hán. Nếu không nhờ anh Minh, tôi không nói thông thạo vậy đâu. Anh Minh, cảm ơn em. Không có gì. Nè, xin mời ngồi, đừng khách sáo. Mời ngồi. Thư ký Hồ. Dạ. Hôm nay không còn chuyện gì nữa, ông về trước đi. Dạ. Thì ra hai cậu định sang đây lập võ đường, cũng có nghĩa là cần ở lại Thượng Hải lâu dài rồi. Phải. Mời dùng trà. Các cậu ở lại Thượng Hải như vậy thì hay quá. Từ nay Do Mỹ không cần phải buồn nữa. Đúng vậy. Nhắc tới chuyện này, anh Minh, cậu không gặp Do Mỹ đã 3 năm rồi hả? Dạ phải. Chuyện 3 năm trước, không biết Do Mỹ có còn giận con nữa không? Không có đâu. Khi đó nó vẫn còn tính trẻ con. Chuyện lâu quá rồi nó không còn nhớ nữa đâu. Ý, Do Mỹ đâu? Con muốn đích thân xin lỗi cô ấy. Nó chưa về sao? Do Mỹ ra ngoài rồi à? Tệ thật đó. Nó biết hôm nay người ta tới mà, nó cũng không chịu ở nhà. Ờ, không sao đâu. Chắc là Do Mỹ có việc gấp cần làm. À phải rồi. À, mà nè, hai cậu đến đây đã lâu chắc cũng mệt rồi hả? Tôi đã chuẩn bị vài món ăn. Mời hai cậu sang đây ăn đỡ trước đã. Đúng là cũng lâu rồi chúng ta chưa được ăn món ăn do bác gái nấu. À, phải. Nào, mời bên này. Dạ. Do Mỹ, em ở đây sao? Lúc nãy anh vào viện tìm em không gặp em. Cũng may anh đoán em ở đây, anh có mua phần cho em luôn nè.
Nè, bánh ngon lắm đó, còn nóng, em ăn đi. Lạnh cố tình mua tới cho em sao? Sao hả? Từ nhỏ anh sống ở dưới quê, quan trọng nhất là phải no bụng mới được. Em ăn đi. Trần Chân, ở dưới quê của anh có bị ép hôn không? Chị Phúc dị hôn có phải không? Anh nhớ lúc còn ở dưới quê, anh có quen người tên Châu. Anh thì từ nhỏ tới lớn chơi với một cô gái tên là Dân. Sau khi hai người lớn lên thì anh Châu đã cưới cô Dân làm vợ. Nhưng nếu anh Châu và cô Dân một trong hai người lại thương yêu kẻ khác thì sao? Không có đâu, hai người đó từ nhỏ thân nhau lắm. Em ví dụ thôi. Chuyện hôn ước đã được định hồi nhỏ rồi, khi lớn lên mọi chuyện đều thay đổi. Nếu hai người họ đã tìm được người mà họ yêu thật lòng rồi, vậy hôn ước đó có phải là không cần tiếp tục không? Không có đâu, không có đâu. Nếu như đã có hôn ước từ nhỏ thì phải giữ lời hứa chứ. Em ví dụ thôi. Chuyện hôn ước được định sẵn từ lúc nhỏ, sau khi lớn lên sẽ có nhiều thay đổi. Nếu sau này tìm được người mình thực sự yêu thương, không lẽ vẫn phải giữ đúng hôn ước kia sao? Cũng không thể nói vậy được. Nếu đã có hôn ước sẵn thì dĩ nhiên phải giữ đúng lời hứa, làm sao mà yêu người khác được chứ. Nhưng một khi đã yêu ai rồi, thực tế chính mình cũng không kiềm chế nổi. Biết đâu vị hôn phu kia lại có lỗi với cô ấy. Anh không đồng ý đâu. Đã làm hôn phu của người ta thì phải tự trọng, đâu thể dễ dàng để yêu người khác được chứ. Em biết luật ở dưới quê của anh phải không? Phải bỏ lòng heo đó. Nhưng mà sao hôm nay em lại hỏi chuyện này? Không có gì, em chỉ muốn biết dưới quê anh có tập tục gì khác hay không thôi. Tập tục thôi mà, dưới quê anh nhiều tập tục lắm. Để từ từ anh kể em nghe nha. Ê, Gia Mỹ, sao em về trễ vậy? Anh rất lo cho em. Sao anh lại về tìm tôi ngay lúc này chứ? Anh biết những chuyện trước đây anh làm đã khiến cho em không vui. Anh biết là em còn giận anh. Anh có Lý Hương, Thuần Tử và Hạnh Thụ. Anh có biết bao nhiêu người đẹp, sao anh tìm tôi làm gì chứ? Phải, trước đây bên cạnh anh có nhiều phụ nữ, nhưng vì hôn thê chỉ có mình em, người mà anh yêu chỉ có mình em, chỉ mình em thôi. Do Mỹ, từ sau khi em rời Nhật Bản, anh đã không còn những cô gái khác nữa. Anh vẫn thường hay tự trách mình, tại sao lại khiến Do Mỹ tổn thương chứ. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Anh phải nói, em giận anh là đúng, nhưng hy vọng em cho anh cơ hội. Từ nay anh nhất định một lòng một dạ với em, không khiến cho em buồn nữa, anh hứa với em. Tôi mệt rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Gia Mỹ, ông cho người theo dõi cậu ta. Tôi muốn biết tại sao Gia Mỹ lại trở nên như vậy. Dạ, ông Võ Điền. Mọi người tham quan hội võ thuật toàn quốc lần thứ nhất. Trần Trần, rốt cuộc cậu sợ Lương Hà bên chúng tôi, hay đúng thật là cậu vô dụng thua cả đại sư huynh chứ? Thầy thiếu gia, thật ra ai đại diện cho Tinh Võ Môn không hề quan trọng, nhưng Tinh Võ Môn chúng tôi chỉ mang tinh thần võ thuật tới đây cùng nghiên cứu. Thắng thua cũng được, cần gì phải quan trọng quá vấn đề. Ai thèm nghiên cứu với ông? Kim Hổ Đường chúng tôi nhất định phải đánh bại Tinh Võ Môn của ông. Nghe rõ chưa đại sư huynh kia? Lương Hà, bây giờ không phải đánh Trần Chân, có thể không cần nể mặt rồi hả? Trần Thành, anh cũng nên nhớ kỹ, đừng để thua bất cứ đối thủ nào khác. Có chờ cũng phải chờ Lương Hà. Rõ ràng là khinh người mà. Trần Thành, đại sư huynh, kẻ học võ kỹ nhất là bị chọc tức, còn quên rồi à? Dạ sư phụ. Mời. Ô, thị trưởng, thật ngại quá, tiếp đãi không được chu đáo. Đây là ông Võ Điền Hạnh Hùng. Ông Võ Điền Hạnh Hùng, chào ông.
Sư phụ, võ điện Hạnh Hùng tới rồi. Sư phụ, người cao hơn đi bên cạnh ông ta chính là quán quân không thủ đạo Nhật Bản Thạch Hoàng đó. Bây giờ sẽ do bạch hạc của Đàm gia đối với Nam Sơn hỗ trảo. Người nghĩ ai sẽ thắng? Người áo nhạt màu hơn. Con cũng cảm thấy vậy. Hãy nhìn người mặc áo màu nhạt, thân thủ rất nhanh nhẹn. Nhưng mà ngược lại, đối thủ cậu ta mã bộ xem ra cũng rất vững chắc, nhưng thiếu linh hoạt. Hai cậu nghĩ ai sẽ thắng? Con nghĩ người áo nhạt màu sẽ thắng. Dừng tay! Lần này bạch hạc của Đàm gia thắng. Hai cậu đúng là có mắt nhìn người. Dừng tay! Hay lắm đấy sư huynh. Hay lắm. Thi võ thuật toàn quốc lần thứ nhất đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Cuộc thi võ thuật toàn quốc lần thứ nhất, Kim Vũ Đường và Tân Võ Môn lọt vào vòng trong quyết chiến với nhau. Quý Kiều, tối mai đánh chung kết rồi, cô có tới không? Lục gia muốn tôi đi nên tôi đến. Vậy nếu Lục gia không muốn đi cùng, cô sẽ không tới sao? Phải. Với những người đàn ông chỉ biết đánh đấm, tôi rất phản cảm. Các vị, hôm nay là trận chung kết, sẽ do Lưu Trấn Thanh của Tinh Võ Môn đối với Lương Hà của Kim Hổ Đường. Xin mời hai tuyển thủ ra thi đấu. Anh dùng 37 chiêu, tôi dùng 36 chiêu. Đánh bại tất cả đối thủ, tôi thắng chắc rồi. Trận đấu võ thuật toàn quốc lần thứ nhất, vòng chung kết chính thức bắt đầu. Ai?
Giỏi! Đại sứ huynh, lợi hại quá, đại sứ huynh, lợi hại quá, đại sứ huynh, 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 sư phụ, con thắng rồi, đại sứ huynh, chúc mừng huynh. Rốt cuộc cũng được chứng kiến cao thủ Trung Quốc rồi. Bác trai, chúng ta đi. Ừ. Bây giờ tôi tuyên bố cuộc thi đấu võ thuật toàn quốc lần thứ nhất, người chiến thắng cuối cùng là Tinh Võ Môn, anh Lưu Trấn Thanh. Tôi xin lỗi, Lục gia, Hổ gia. Mặt mũi Kim Hổ Đường bị cậu làm mất hết rồi. Đại ca, đi thôi. Ê, A Hổ, chưa đi được đâu. Chú còn một chuyện vẫn chưa làm đó. Quách sư phụ, chúc mừng ông nha. Đa tạ đã nhường. Mọi người chúng ta đã nói rõ trước rồi. Dù cho ai thắng ai thua, ân oán trước giờ của Kim Võ Đường và Tinh Võ Môn đều sẽ xóa sạch hết. A Hổ, có đúng không? Quắc à, thấy sư phụ lòng dạ rộng lượng, Quắc mộ vô cùng cảm kích. Đi thôi đại ca. Quắc sư phụ, xin cáo từ. Ông chủ Thái xin cảm ơn. Mất quá, đi lẹ lên đi. Bây giờ đệ sẽ lấy mấy chụp hình tốt nhất ra đây để cho đại sư huynh và đại sương chụp chung một tấm hình, cho đại sương được uy phong kém một chút nghe. Huynh sẽ chụp chung với mỗi người luôn. Đại sư huynh, là huynh nói đó nha. Bây giờ huynh là quán quân cuộc thi võ thuật toàn quốc, bên ngoài có ai không công nhận tên tuổi của Lưu Trấn Thành chứ? Tại sao huynh phải nói dối? Huynh còn phải giành được danh hiệu quán quân võ thuật toàn quốc lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư nữa. Vậy thì sau này sẽ rất bận rộn đó. Sau này huynh phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì sau này sẽ còn nhiều đối thủ khiêu chiến huynh hơn, có đúng không? Phải. Phải đó. Vậy đại sư huynh sẽ càng bận rộn hơn nữa rồi. Phải rồi. Đúng vậy. Vậy phải nấu nhiều đồ cho huynh. Phải như vậy rồi. Đại sư huynh, nhớ hết đại huynh đó nghe. Con có hối hận hôm đó cố ý nhường đại sư huynh không? Không. Bây giờ con chỉ lo đại sư huynh sẽ kiêu ngạo quá mức thôi. Con người sẽ luôn dễ dàng rơi vào sự mê muội danh lợi. Bây giờ Trấn Thanh sẽ cần một chút cản trở. Sao vậy hả? Học túy quyền của người ta hả? Túy quyền? Hả? Nè. Hả? Còn được không vậy? Hả? Nè, uống đi. Mà uống đi. Túy quyền nè, uống đi. Hả? Hổ gia, Phú thiếu gia, anh ta đã cố gắng rồi, đừng làm khó anh ta nữa. Liên quan gì cô? Cô giúp cho ta đăng hại này có ích vậy chứ? Kim Hổ, Học Phú, hai chú cháu có biết bây giờ hai người đang làm mất mặt tôi lắm hay không? Mọi người trên cùng một con thuyền đều là người nhà. Người nhà lại đi tàn sát lẫn nhau, sau này làm sao ra ngoài giành thiên hạ đây? Lục gia, Phú thiếu gia và Hổ gia chỉ do tâm trạng không tốt cho nên... Em không cần nói giúp cho họ đâu. Cả ba người họ đều khiến anh quá thất vọng, đặc biệt chính là cậu đó. Lục gia, tôi... Tôi không phải thất vọng vì cậu đã thua Lưu Trấn Thành đâu.
mà do cậu không thể thua nên khiến tôi thất vọng. Chiến thắng vốn rất khó khăn, nhưng mà một người chịu thua được thì sẽ càng hiếm có hơn. Chẳng qua cậu chỉ thua có một lần mà lại trở nên chán nản như vậy à? Vậy sau này làm sao cậu làm chuyện lớn cùng tôi được? Lục gia, tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ không khiến cho ông thất vọng nữa. Ừ. Còn hai người nên học tập Lương Hà đi. Một lần thua đã không chịu được, sau này làm sao chiến thắng? Không bao lâu nữa, anh và đại ca sẽ mở hội quán nhận đệ tử ở đây, phát dương quang đại võ thuật Nhật Bản. Tới lúc đó, toàn Đông Nam Á và cả nước Trung Quốc đều sẽ biết được võ đạo Nhật Bản chúng ta là thiên hạ vô địch. Chờ sau khi anh hoàn thành tâm nguyện này, còn phải hoàn thành một tâm nguyện khác, chính là kết hôn với em. Lẽ nào tới giờ mà em còn giận anh? Dù thế nào, chúng ta cũng không thể kết hôn. Tôi muốn chúng ta hủy bỏ hôn ước. Em muốn sao mới tha thứ cho anh chứ? Em nói đi. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi, không thể nói đã qua thì có thể quên được. Có nhiều chuyện đã không thể quay lại nữa. Đáng yên ổn sao lại muốn hủy hôn ước? Không sai, trước đây anh Minh đã sai, nhưng nó đã chịu thay đổi rồi. Cô còn muốn nói làm sao đây? Em nói đi. Đại ca, đừng vậy mà. Chắc do Mỹ có lý do riêng của cổ. Hôn nhân đại sự sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ. Anh Minh, cậu yên tâm, chỉ cần hồng khẩu đạo trường của cậu vào quỷ đạo, chính là lúc cậu và Do Mỹ kết hôn. Cha, không được đâu. Con không thể gả cho anh Minh được đâu cha. Con xin Do cha Mỹ. Đó, con không thể gả cho anh Minh được Do đâu. Mỹ, đừng vậy mà. Cha, Do nghe Mỹ. Con nói đi đã. Do Mỹ, con đừng nói con muốn hủy hôn ước là vì chuyện 3 năm trước, hay là vì Trần Chân đây. Mọi người đừng ép con không thể gả cho anh Minh được đâu. Mọi người đừng ép con nữa. Con đừng tưởng cha không biết con làm gì bên ngoài. Hôn sự này dù sao cũng không thể hủy bỏ. Cha. Còn nữa, sau này con không được ra khỏi nhà một mình, ngay cả giáo hội hay bệnh viện cũng không được. Cha. Đưa nó về con đi. Con không thể gả cho anh Minh được Do đâu Mỹ. Cha, con nghe lời cha con đi. Cha nghe con nói đã. Đừng vậy mà, Do Mỹ. Bác Võ Điền à, rốt cuộc ai là Trần Chân? Do Mỹ và cậu ta là chuyện thế nào? Cậu ta là một người Trung Quốc bình thường, cậu không cần lo lắng, tôi sẽ cho người đối phó cậu ta. Bác Võ Điền à, con nghĩ không cần đâu. Anh Minh, Do Mỹ đã vì Trần Chân đòi hủy hôn với em, em bỏ qua vậy à? Chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua vậy rồi. Con hy vọng được gặp Trần Chân. Chuyện riêng của con sẽ tự giải quyết. Anh chính là Trần Chân. Anh tìm tôi có chuyện gì? Đại ca, đừng làm bậy. Tránh ra anh Minh, anh sẽ thấy em dạy dỗ người này. Đừng mà, đây là chuyện giữa em và anh ta, anh để cho em giải quyết. Anh giúp em đưa Do Mỹ lên núi, kêu Do Mỹ chờ em trên núi. Anh Trần Chân, tôi là Thạch Tỉnh Anh Minh.
Làm sao anh biết tôi? Anh kéo đi, tôi nói cho anh nghe. Đừng nói có việc không làm nha. Tới rồi. Tiền của anh. Cách ngồi xe của anh rất đặc biệt. Anh kéo xe cũng rất đặc biệt. Anh còn chưa nói tôi biết, làm sao anh biết tôi? Bây giờ tôi bắt đầu hiểu ra tại sao Do Mỹ lại thích anh. Anh và Do Mỹ? Tôi là chồng sắp cưới của cổ. Anh Minh à, anh làm gì vậy? Anh và em có hôn ước, đây là sự thật. Nhưng mà em thích Trần Chân cũng là sự thật. Chuyện này trước sau cũng cần giải quyết. Tôi tin là anh biết mục đích hôm nay tôi tới tìm anh. Tôi và anh là người luyện võ. Chuyện hôm nay hãy dựa vào võ thuật giải quyết. Người nào đánh thua phải từ bỏ võ Mỹ. Anh Minh, lẽ nào anh nghĩ đấu võ có thể giải quyết được chuyện này hay sao? Tôi muốn nói chuyện riêng với võ Mỹ. Anh Minh, còn gì để nói chứ? Mau ra tay đi. Đại ca. Được, tôi đồng ý với anh. Cây lê lớn rồi. Chỉ tiếc là sau này anh không thể cùng em tới đầy tư nước, cùng nhìn nó trưởng thành. Tâm ý của em đối với anh phải hiểu. Lẽ nào hôn ước trước đây của em đối với anh quan trọng vậy sao? Em cũng đã từng hỏi anh về vấn đề này. Anh hiểu rất rõ và cũng đã khẳng định rằng cả đời này không có ai khác có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh. Nếu như muốn trách, chỉ trách tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn. Thật ra thật tình đối với em rất tốt. Nếu em đã sớm có hôn ước, vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nên em hãy cố gắng bảo trọng. Nơi này gió lớn, có chừng cảm lạnh. Anh đưa em vào trong. Anh không được tốt với tôi như vậy đâu. Anh hiểu rất rõ. Lúc còn ở Nhật Bản anh phong lưu như vậy, em giận anh là đương nhiên. Cũng như bây giờ, em và Trần Chân quen nhau, anh cũng sẽ không trách em. Nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi. Sau này chúng ta có thể vui vẻ ở bên nhau. Có thể sao? Anh cho rằng có thể sao? Tôi nói rất nhiều chuyện không thể quay lại được. Người Trung Quốc có một câu nói: ly nước đổ đi rồi, không thể nào hút lại. Trái tim của tôi đối với anh đã chết rồi. Tôi sẽ không quay lại được nữa đâu. Do Mỹ,
Anh Minh, cho nó chút thời gian đi. Để thời gian làm cho nó buông bỏ là rất khó. Con hiểu mà. Con biết con có thể làm được. Con sẽ khiến cho Mỹ quên hết những chuyện không vui. Con sẽ trở nên tốt giống như xưa. Chắc chắn làm được. Trần Trần, sư phụ. Khuya rồi sao còn chưa ngủ? Con không ngủ được. Con vào đây. Đem cái ghế qua đây. Đặt xuống. Ngồi đi. Nếu đó là một đồ vật, con muốn cầm lên hay đặt xuống đều rất dễ dàng. Nhưng tình cảm, một khi đã cầm lên muốn đặt xuống thì rất khó. Con đã hạ quyết tâm rồi sư phụ. Ta biết con đã hạ quyết tâm, nhưng mà ta nhìn ra được trái tim con vẫn rất hỗn loạn, cảm thấy rất đau lòng đúng không? Để ta nói con biết, năm đó lúc sư phụ gặp vấn đề khó giống con bây giờ đã khắc phục thế nào. Ta đem sự đau lòng dồn hết vào việc luyện võ. Ta cảm thấy càng đau buồn thì ta càng ra sức tập luyện. Càng ra sức tập luyện thì võ thuật của ta càng tiến bộ. Chỉ dạy nhiều hơn. Chỉ dạy nhiều hơn. Chỉ dạy nhiều hơn. Chỉ dạy nhiều hơn. Xin mời. Chỉ dạy nhiều hơn. Chỉ dạy nhiều hơn. Chỉ dạy nhiều hơn. Chỉ dạy nhiều hơn. Đại ca, sớm muộn họ cũng sẽ biết không thủ đạo Nhật Bản là võ thuật mạnh nhất thế giới. Qua ra mục đích Thạch Tĩnh Hoàng đến Trung Quốc là lập võ quán nhận đệ tử. Sư phụ, không thủ đạo là công phu gì vậy? Không có gì to tát lắm đâu. Đây là lần đầu ta nghe, không rõ cho lắm. Sư phụ, con từng thấy công phu của họ rồi, con thấy cũng bình thường không đặc sắc, không có gì to tát lắm đâu. Không đâu Tam sư huynh. Nếu Thạch Tĩnh Hoàng là quán quân không thủ đạo toàn Nhật Bản thì võ công của anh ta không đơn giản. Ngũ sư đệ, Thạch Tĩnh Hoàng là quán quân không thủ đạo toàn Nhật Bản, đại sư huynh chúng ta cũng là quán quân võ thuật toàn quốc mà, võ công sẽ không thua kém gì anh ta đâu. Đúng vậy, đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Sư phụ, tam đệ nói rất đúng. Nếu nói về võ thuật, làm gì có nước nào so sánh được với Trung Quốc. Người Nhật Bản mở võ quán ở Trung Quốc đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy đó. Trần Thành, đại sư, nếu hai con nghĩ vậy thì đã sai rồi. Thật ra mỗi loại võ thuật đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Chúng ta không nên tự cao tự đại, coi thường bất kỳ môn phái võ thuật nào. Huống hồ gì, không phải mãnh long không qua sông. Chúng ta càng không nên coi thường võ thuật Nhật Bản. Sư phụ, chi bằng để con tới chào hỏi Hồng Khẩu đạo trường đi khiêu chiến Thạch Tĩnh Hoàng, vậy sẽ biết được võ công cao thấp nghi. Trần Thành, con làm vậy là hại võ quán rồi. Sư phụ, hắn ta ghi rõ trên tờ tuyên truyền hoan nghênh với võ thuật Trung Quốc tới chỉ dạy. Con đừng nói nữa. Ngày đó khi tin võ môn chúng ta mở võ quán cũng chịu sự bài xích và ngăn cản của giới võ thuật Trung Quốc, bản thân chúng ta chịu tổn hại. Bây giờ lại đem những chuyện thế này đổ lên người kẻ khác hay sao?
chúng ta làm người phải biết khoan dung độ lượng. Chân Thành, chuyện của Hồng Khẩu đạo trường con tuyệt đối đừng nhúng tay vào, đi chưa? Con biết rồi sư phụ. Cương Nhu Lưu, võ. Không hổ là quán quân toàn Nhật Bản đâu. Bác Vô Điện quá khen rồi. Chỉ đáng tiếc tới bây giờ chưa có người Trung Quốc nào chịu đến khiêu chiến. Người Trung Quốc tự cho rằng có nền võ thuật mấy ngàn năm nên coi thường võ thuật Nhật Bản chúng ta. Nhưng thật ra từ sau canh Tân Minh Trị, quân sự kinh tế của chúng ta và địa vị quốc tế của chúng ta đều trên cơ Trung Quốc. Nhưng điều duy nhất vẫn chưa khiến người Trung Quốc tâm phục khẩu phục chính là võ thuật Nhật Bản chúng ta. Hai vị đây, hai cậu cần nỗ lực nhiều hơn, đừng để người Trung Quốc xem thường võ thuật Nhật Bản chúng ta. Dạ. Bác võ đi, đây chỉ là do người Trung Quốc chưa hiểu biết về võ thuật Nhật Bản chúng ta. Lần này chúng ta đến Trung Quốc là muốn nói cho họ biết sự lợi hại của Không Thủ Đạo. Phải. Được. Quan chủ, bên ngoài có rất nhiều người Trung Quốc tới, xem ra là người của giới võ thuật Trung Quốc. Dám đến à? Bác à, người Trung Quốc sẽ không dám xem thường Không Thủ Đạo của chúng ta đâu. Tôi muốn cậu cho bọn họ biết võ thuật Nhật Bản chúng ta là giỏi nhất trên thế giới. Được. Đứng sang một bên. Dạ. Xem ra các hạ chính là quán chủ Thạch Tĩnh Hoàng rồi. Đúng vậy. Các vị có gì cần chỉ giáo? Lời tuyên truyền của Hồng Khẩu đạo trưởng các người đã viết rõ là hoan nghênh với võ thuật Trung Quốc tới đây, cho nên chúng tôi cố ý tới xem thử cái gọi là Không Thủ Đạo của Nhật Bản các người. Hoan nghênh, hoan nghênh. Cảm ơn mọi người tán thưởng nền võ thuật giỏi nhất trên thế giới. Dám tự khoa trương Không Thủ Đạo là võ thuật giỏi nhất thế giới. Thái sư phụ, cậu cũng biết tôi sao? Cuộc thi võ thuật toàn quốc do bên ông tổ chức, chúng tôi cũng từng đến xem, cho nên cũng nghe sơ qua về võ thuật Trung Quốc. Tôi nhận ra cậu. Nếu cậu đã từng thấy võ thuật Trung Quốc, tại sao lại không xem võ thuật Trung Quốc ra vậy chứ? Không dám giấu gì ông, Không Thủ Đạo của Nhật Bản thật ra cũng bắt nguồn từ võ thuật Trung Quốc. Ban đầu được gọi là Đường Thủ, là do Lưu Cầu truyền vào Nhật Bản. Sau đó trải qua quá trình hoàn thiện, được gọi là Không Thủ Đạo. Cho nên trước giờ chưa từng có chuyện chúng tôi không xem võ thuật Trung Quốc ra gì. Chỉ là Không Thủ Đạo do chúng tôi cải thiện và nghiên cứu, là đơn giản và trực tiếp nhất, hơn nữa lực sát thương cũng mạnh nhất, đây chính là võ thuật giỏi nhất trên thế giới. Được, nếu đã nói vậy chúng tôi không lĩnh giáo không được rồi. Mời chỉ giáo. Không biết vị sư phụ nào muốn ra dạy dỗ kẻ này đây. Được. Để vô ảnh cướp của Đàm gia lĩnh giáo võ thuật giỏi nhất thế giới. Vì sư phụ này, tuy rằng vô ảnh cưới của anh rất mạnh mẽ, nhưng lại dùng sức quá mức, thế công quanh co, cho nên còn không bằng một chiêu đơn giản như vậy. Tôn sư phụ, ông luôn nói túy quyền của ông rất lợi hại, cho đám người Nhật mở rộng tầm mắt đi. Được.
Để tôi